Xin chào các bạn, chào mình quay trở lại với cùng chơi Attorney Phoenix Wright. Chúng ta sẽ chơi tiếp cái phần Turn About Big Top ấy, của bên Justice for All. Nên đây sẽ là cái phiên cái phần xử cuối cùng ấy. Phần cuối cùng của cái này là Part 4 ấy. Mà đây là Part 4 phần 1 nên mình nghĩ sẽ có phần 2 ấy. Nên là hãy chuẩn bị để sẵn sàng là một cái phiên tòa tương đối dài. Đây là ngày 30 tháng 12 à? Năm mới luôn này. Ngày tòa án quận. Good morning, Mark. Oh yeah, good morning, sweetie. Chào cưng. Anh có vẻ như là không được tỏa sáng như mọi khi. Thôi lúc nào cũng như thế này. Tôi lúc nào cũng như thế này trước mặt khán giả. I'm working up to it. Tihi. Đừng có quá căng thẳng à. Maxi, hãy uống mỹ sữa đi. Regina. How fabulous, my sweetie pie. Công chúa tôi. Em đến đây để xem buổi biểu diễn của anh sao? Tất nhiên là em phải đến rồi. Mô đã kể cho em là em nên đến đây và xem cái phiên tòa này. Mô nói vậy sao? Mà cái buổi biểu diễn gì vậy? Là cái buổi biểu diễn gì mà anh biểu diễn hôm nay à? Hãy để em đoán nhé, anh sẽ bay lúc cuối cùng đúng không? Thế là nó không phải là cái loại biểu diễn đấy á. Is that right, my sweetie? Có đúng không cưng? Hả? Tôi nghĩ là cái cô công chúa của tôi nó không biết. Phải, cô ấy đã có vẻ như là không nhận ra điều này. Even when CE. Cô này hồn nhiên như cô tiên ấy. Hay Mark có vẻ như đã đến lúc để chúng ta kéo màn lên rồi đấy để biểu diễn. Em sẽ gặp anh sau à? Hôm nay em là sẽ là một cái người em sẽ là bọn khán giả. Fabulous, hãy ngồi dưới đấy chơi vui nhé. Xin hãy chúc may mắn lắc mắc. You are the best. Mà thằng này nó có biểu diễn nó ngồi im một chỗ. Regina thật là khác biệt phải không anh Nick? Thought of the moment. Everybody get ready for tag of legal limbo. Tự nhiên anh lại xuất hiện. Top of the morning to Gainer. Cái gì? Top of the morning này đi. Đó là cái chia vé. Attack the day start with energy in the morning. Cuộc tấn công của ngày là bắt đầu bằng cái năng lượng của buổi sáng á. Những cái con chim sớm á được sẽ được ăn sâu à. But then again à. Những cái con sâu sẽ cần đi thiếu cái chỉ kiểu là trí thông minh của não. Thiếu chức năng của não. Hey Mark, tôi cũng mang cho cậu quà này, hãy uống ít sữa đi. Oh my, cảm ơn. Đây mang sữa. Cậu hôm nay như nào nè Rai? Mèo, tôi cảm thấy là hôm nay sẽ là cái ngày tôi sẽ phải đối mặt với kẻ cái người thủ phạm thực sự. Ý cậu là Acro đúng không? Hả? Anh nghĩ là anh ấy đã làm điều đấy sao? Hãy cẩn thận này. Cậu ấy đã từng phải đối mặt với cả cái sự sống và cái chết. Put the light on the line. Literally. Đây là nghĩa đen luôn, có nghĩa rằng nó nhào lộn mà nó đi trên dây mà. Nên là cậu ấy có khả năng, nên là cậu ấy có chỉ khí để cậu ấy chối cái này lắm á. Tất cả những cái gì tôi lo là cái độ mỏng của cái dây này ngày hôm nay à. It doesn't mean that I won't be able to press him like can the other win it. Anh sẽ làm gì Nick? Anh đoán là hôm nay chúng ta phải do without our usual psychological warfare. Là hôm nay chúng ta phải tìm ra sự thật là bằng cách là không được beef như mọi khi à. Kiểu kiểu đấy.
chúng ta sẽ dựa vào cái chứng cứ, đó là cái cách duy nhất chúng ta vượt được qua Acro để tìm ra sự thật. Anh em nói đúng á, nhưng mà hôm nay có vẻ rất là khó khăn kìa. Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng muốn cậu chắc chắn rằng là Regina phải xem cái vụ xử án ngày hôm nay. Cái này là rất là quan trọng. Và lúc đấy cô ấy sẽ là cuối cùng cô ấy nhận ra được là cái hiện thực là cái hiện thực đã xảy ra với cả bố cô ấy. Những cái hiện thực gì đã xảy ra với bố cô ấy. Anh muốn bảo chúng tôi là muốn Regina phải xem cả cái vụ, xem cái sự thật ra. Đúng vậy. Đây là lý do mà tôi mang cô ấy đến tòa án ngày hôm nay. Cái này có nghĩa là sao? Cô ấy cần biết là khi mà con người ta chết là họ sẽ không chỉ đơn giản biến thành ngôi sao này. Tôi có thể như là cái thằng hề kiểu như là xa xưa, nhưng mà tôi tin rằng là, nhưng mà tôi không tin là con người biến thành ngôi sao này. Old fashioned cloud. Ngày năm mới luôn này. Nhưng mà là hôm nay là nó giới hạn mình việc ấy nhé. Việc hỏi cung nhé. Tòa nào bây giờ sẽ xét xử cái phiên tòa về Maximilian Galactica này. Bên công tố đã sẵn sàng thưa thẩm phán á. Hoặc là thưa quý tòa này. Nên biện hộ đã sẵn sàng. Rất tốt, Mr. Volkama. Miss Volkama, cô có thể tiếp tục cái vụ án của mình. Bên công tố muốn nói lại cái theory của cái vụ án này. Đó, cái giả thuyết của cái vụ án này. Cái này nghĩa là sao này? Chúng tôi đã phát hiện ra được một cái nhân chứng mới đấy. Hoặc ai say, hoặc là chúng tôi có thể nói là một cái người đã chứng kiến vụ việc. Một cái người đã thấy được Maximilian Galactica bay ra từ hiện trường vụ án. Bla 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 bla. Order. Tôi có cảm giác là có một cái gì đó sẽ xuất hiện ngày hôm nay. Due to this revision, we have now prepared to explain. Vì cái phần này vì cái đầu mối mới này sao? Nói chung là mình không biết là gì kiểu revision này, nhưng mà kiểu chúng tôi đã chuẩn bị là chúng tôi đã chuẩn bị cách giải thích là tại sao bị cáo có thể bay ra khỏi đêm đấy á. Explanation of the prosecution we present if the need so arise. Trên thực tế là thám tử của tôi đã thức cả đêm để diễn tập cái cảnh này theo lệnh của tôi. Thật là tờ cam xuống, thật là đáng tội nghiệp. Rất là tốt, hãy gọi nhân chứng ra đây. Time to get to work. Đã đến lúc để làm việc à? I say đã đến lúc để chúng ta đi dây ở trong phòng xử án á. Thế anh là đi dây là cái anh này này. Phoenix Wright. Anh này là gọi cả chim rồi này. Tên và nghề nghiệp. Tôi là Ken Ding Ding Linh. Nhưng mà mọi người gọi tôi là Acro. Tôi là một cái diễn viên là một cái người biểu diễn nhào lộn ở trong cái rạp xiếc Berry Big. Cậu đã ở đâu trong cái đêm xảy ra án mạng? Tôi ở trong phòng của tôi vào đêm đấy. Nếu mà mọi người nhìn vào cái bản đồ này, mọi người có hoàn toàn là thể thấy được là cái phòng của nhân chứng này, nó ngay cạnh hiện trường vụ án ấy. Đây là cái Acro là tầng 3 này, 3F này. Ringmaster Room Cafeteria. Cái này là nó sẽ phải đi qua cửa đúng không?
Cái hiện trường vụ án là ở ngay dưới cửa sổ của tôi, là dưới cái chỗ sân chung này. Cái ngày xảy ra vụ án này, nhân chứng đã nhìn thấy một cái gì đó tương đối là sốc. Anh có thể kể cho tôi là anh đã nhìn thấy cái gì không? Ok. Những cái gì tôi đã nhìn thấy đó là tầm khoảng 10 giờ tối này. Tôi đã ngủ trên cái giường của tôi này. Trong tầm khoảng thời gian là tôi nghe một tiếng thụp, tiếng ồn ở ngoài cửa sổ này. Và một cái khoảng thời gian sau, một cái giây phút sau là tôi đã xem thấy một ai đó bay qua cửa sổ của tôi này. Đó là Max Galactica này. Và tôi đã nhìn thấy hắn đằng sau. Bất giác thì who he look like. Tôi chỉ nhìn thấy nó đằng sau, nhưng mà đây là có vẻ như là người đấy á. Nói thật là khi tôi thấy đấy á, tôi tưởng mình đã đang mơ. Cái lời khai của nhân chứng này đã khớp chính xác với cả những cái gì mà tên hề đã nói. To the cloud. Nếu mà đây là sự thật ấy, thì bên công tố sẽ không còn gì phải thêm vào nữa. Còn là tất cả còn lại cái gì? Tất cả còn lại của là chỉ giải thích là tại sao bị cáo có thể biến mất trong cái màn đêm vào cái đêm hôm đó. Hold it. Before là trước khi chúng ta làm thế, chúng tôi sẽ phải yêu cầu thẩm vấn á, chất vấn lại nhân chứng. Foolish choice, một cái sự lựa chọn ngu ngốc từ những cái thằng ngu ngốc, thằng ngu là muốn with to feel the foolish sadness, cảm thấy là những thằng mà muốn cảm thấy được cái cảm giác ngu ngốc, cái gì of the saddening fool. Thế cái con này là hai cái nói kiểu rất là buồn cười nhá, kiểu fool ấy, rất là ngu ngốc, kiểu là rất là chảy ấy. Timing to think, Mr. Right, một cái người phải biết cái gì for timing for thing à? Viết cái nên mình hiểu nghĩa nhưng mà mình không biết dịch kiểu gì. Ok, dù sao thì nó cũng đang trêu đùa đúng không anh Phoenix Wright. Như kiểu là thằng bạn cũ của anh ấy, Mike Edward ấy. Mr. Wright, anh có vấn đề gì về cái lời khai của nhân chứng không? In the words of Mr. Volma, may I call yesterday possible. Tôi thì nói lại một cái lời khác của công tố viên Von Karma là sẽ không thể nào cái này nó xảy ra được. Thì là ý mình là chắc chắn là có vấn đề về lời khai. Rất là tốt, cậu có thể tiếp cậu có thể chất vấn nhân chứng á. Đó là khoảng 10 giờ tối này. Ok, mình sẽ press đây xem. Cậu nói là cậu đang nghỉ ở trên giường. One would thought assume that you turn the light off in your room. Tôi cũng nghĩ là cậu sẽ tắt đèn đi đúng không? Cái này là đúng á. Nhưng mà nó có một cái đèn xếp light, đèn an toàn ở quanh cái nhà trọ. Đèn dọi lên trên ấy. Nó rất là sáng. Và đôi khi nó rất là khó để ngủ. Nếu mà thế thì tại sao cậu không đóng một cái ít rèm đi à? Không giải thích được. Tôi chưa bao giờ nghĩ về cái đấy á. Tôi nghĩ là bây giờ tôi có thể đi mua một ít rèm. Là đôi khi là tôi cảm thấy mình thực là sự là có ích ở trong cái phòng này. Chuột rồi phát.
Nhân sinh sẽ tiếp tục với lời khai của mình. Ông thẩm phán đôi khi rất là buồn cười. Cái này là lời khai số mấy đây? Đây là số 2. Thế là chúng ta sẽ question này. Trong lúc này tôi nghe một tiếng nghe thuộc. Phòng anh ở tầng 3 đúng không? Đúng vậy. Thế anh ngủ là anh đã nói là anh đang ngủ trên giường. Nó cũng đúng. Tại sao anh lại có thể nghe một cái tiếng ở bên ngoài được? It's what it is à? Tôi đã nghe thì rõ. Mình hỏi thêm, hỏi sao Anko có vẻ không có được kết quả gì. Nhưng mà contradict what he say rất nào. Nhưng mình thử hỏi là contradict này. Có một cái gì đó không mâu thuẫn à? Có một cái mâu thuẫn lớn với cả cái lời khai mà cậu vừa nói. Objection. Nếu mà có cái mâu thuẫn thì sẽ chứng minh bằng cái bằng chứng đi à? Không phải đúng á? Anh có bằng chứng là chứng tỏ là có mâu thuẫn không à? Mình làm gì có, tôi bỏ mẹ rồi, mình nói linh tinh rồi. Chứ giờ mình nói linh tinh rồi, bỏ mẹ là mình sẽ bị trừ điểm rồi. How to? Rồi mình sẽ bừa ấy vừa vậy. Cái này là cái gì? You're going to be get to this with a blood routine. Anh sẽ không thoát khỏi cái này mà dựa vào cái trò bịp của anh đâu. Anh sẽ bị phạt. Anh đang bịp, cậu đang bịp sao? Tôi sẽ không cho phép bất kỳ một ai dám đùa trước tòa này. Chứng. Anh có thể lặp lại được cái lời khai của mình không à? Ơ, thế mình không bị trừ à? Không ngon nhỉ? Đó, khoảng tờ đất. Nên là cái này có gì? Sau vài phút, vài giờ, giây sau à? Tôi đã thấy một người đó bay qua cửa sổ này. Không đè. Anh nói chắc về cái việc are you sure it? Anh nói chắc cái đấy là con người không? Nó cũng có thể là một cái con mannequin canh à? Hoặc là về cơ bản là một cái hình cái gì nhỉ, cái hình đồ chơi ấy. Action figure. Ôi, tự nhiên bị nấc quá. Mà là bên cạnh cái khả năng là có một con mannequin canh à, thì cái việc mà có cái con hình nộm là cũng có thể à? You have to know need to mean. Anh là anh không cần phải sử dụng những cái từ ngữ lịch sự về anh Phoenix Wright. Hãy cứ nói về cái khai sự thật và chỉ sự thật thôi. That are we have there with you. Giống như là chúng tôi đã ở cậu đêm hôm đấy. Tôi tin đó là sự con người. Damn it, I just changed his same testimony. Mình vừa làm cho cái lời khai của nó mạnh hơn. Mình không biết là cái lời khai của Acro nó có đúng với sự thật không? Sẽ gần dây nothing wrong này. Chuyện gì vậy Mr. Ryan? Chẳng có gì vậy đâu thưa thẩm phán á. Until I can find a clear contradiction. Cho đến khi mình có thể tìm được cái mâu thuẫn lớn á. Rõ ràng mình phải cẩn thận. Con này chuẩn bị roi để nó quất thằng này rồi. Đấy là Mark Galactica. Tôi chỉ nhìn thấy cậu ấy từ đằng sau. Nhưng mà đây là cái gì nó giống như vậy. Anh xem. Cái ánh sáng trong phòng không, anh đã bị tắt đi đúng không? Đây là sự thật à? Thôi vì tôi đã đi ngủ. Thế thì với cái ánh sáng mà tắt đi, cậu vẫn nhìn thấy là một cái con người bay qua cửa sổ cậu. Cái đèn dọi đã đủ để tôi thấy được cái bóng đấy. Mà nói thật là nó chỉ đủ để tôi được nhìn thấy được cái bóng ngoài cửa sổ này. Vì đây là cái lưng của cái người đấy. Nên là tôi đã không thể nhìn được cái bông hồng đằng trước.
Did you see any other symbol? Cậu có nhìn thấy cái biểu tượng nào không? Tôi đã nhìn thấy cái tôi đã nhìn rất rõ cái mũ lụa và cái áo choàng quấn ở cạnh cái quanh cái xác ở đâu quanh cái cơ thể của hắn á. Tôi khá là chắc chắn là cái người này là Mark Galactica. The more I press him, the less result I seem to get. Mình càng hỏi rõ, mình càng cảm thấy là có ít cái kết quả hơn. Nên là mình nghĩ là đây là sẽ có cái mâu thuẫn. Có một cái mâu thuẫn lớn ở trong cái lời khai này. Hãy cho chúng tôi, chắc mình nghĩ là vẫn đây là cái mũ ấy, bởi vì mình thấy cái mũ rơi hiện trường mà. Cậu nhìn, cậu đã nhìn thấy những cái gì mà, chính xác những cái gì mà Mâu đã thấy ngày tối hôm qua phải không? Do you stand on that? Cậu đã có thể chắc chắn với cái này không? Ý của anh là sao? Cái mũ lụa, cái mũ lụa thì làm sao? Tôi đã nhìn thấy nó ở trên đầu của Mark khi mà anh ấy bay qua cửa sổ của tôi này. Well, you should have tried looking down on your window. Cậu nên nhìn xuống dưới cái cửa sổ cậu vào đêm đấy. Cái này thì cũng có thể là có thể nói rất là khó khăn vì cái tình trạng hiện tại của tôi. Chỉ nhìn ra cái cửa sổ ở bên ngoài là rất là khó đối với tôi rồi. Cái này thật là đáng tiếc bởi vì là nếu mà cậu nhìn là cậu có thể để thấy được cái mũ lụa được thấy ở dưới hiện trường này. Sát, đó là cái mũ của ông chủ, phải không? Tôi sợ là không phải. Dù cậu có nhìn gì nào chăng nữa thì đây là cái mũ của Mark, mũ lụa của Mark. Anh đang hướng đến đâu đây về Mr. Roy? Có phải anh đang nói là Mark có hai cái mũ lụa không? Cái là được làm riêng, chỉ có một cái duy nhất trên thế giới đó. Được làm ra cho Maximilian Galactica, có nghĩa là Acro. Là anh đang bịa đặt trên đâu cái lời khai của mình. Bla 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 bla. Anh này chơi xe lăn này này. Trả tự. Objection. At all way. It looks like là như thường lệ là có vẻ như một ai đó đã mở mồm trước khi mở mồm nó trước khi suy nghĩ. Anh có ổn không Nick? Nào anh đã mở cái mồm của anh à? Mở mồm to của anh à? Nào bây giờ anh hãy anh phải back it up à? Phải ấy, phải đưa ra bằng chứng à? Thế cái gì? Cái này thì làm sao Mr. Roy? What would cause it witness to commit perjury in this court today? Chuyện gì đã khiến anh đây đã phải ngụy tạo cái lời khai này trước tòa? Cái câu trả lời thật là cái là Acro là cái thủ phạm thực sự. Bây giờ mình tố cáo ra này luôn à. On the occasion, ở cái phần này thì cái gì nhỉ? Bên biện hộ buộc tội Acro là người kẻ giết người. On easy occasion, buộc tội Acro. Tại sao anh lại buộc tội anh ấy? Thật là quá rõ ràng à? Chúng tôi buộc tội anh ấy là giết ông Russell Berry. Bla 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 bla. Vào việc chính luôn đấy, không phải nói linh tinh. Anh có thực sự nghiêm túc không, Mr. Roy? Tôi thực sự rất là nghiêm túc, thưa thẩm phán. I think you trip the circuit. Tôi là nghĩ là cái chuyến đi đến rạp xiếc đã cái gì phục vụ anh rất là tốt à? Anh có vẻ như là học được cách thu hút được sự chú ý của khán giả. Thế thì làm sao? Thưa thẩm phán là tôi hãy cho phép tôi
Persuaded by the Theotic. Trying to wow the crowd with a smoke and mirror. The oldest bop, the block in the book. Cố gắng là ấn tượng cái người khán giả bằng những cái khói ấy, và nhiều cái gương ấy. Là cái trò bịp cũ nhất ở trong ba sách ấy. Thực ra à? Nếu mà ông không tin tôi thì hãy nhìn vào cái nhân chứng đi. Cậu ấy thực sự rất là bình tĩnh ấy. For it almost scary. Cho một điều tưởng chừng như rất là đáng sợ. Kiểu là thằng này gan to là nhào lộn ấy. Cậu ấy thực sự rất là bình tĩnh ấy. Nhìn con chim nó lại ra mổ rồi này. Là Mr. Đinh Linh. Anh có phản ứng gì về cái lời buộc tội của bên biện hộ? Tôi không thực sự phải cần mà phải nói bất kỳ một cái gì đúng không? Ý của anh là sao? Mọi người hãy nhìn kỹ tôi đi. Tôi còn không thể đứng nữa. Và còn cái việc mà rời khỏi cái khu nhà đây là không thể đấy. Tôi không thể đứng nữa là việc phải rời khỏi nhà đấy. Đấy là đúng. Đấy là sự thật. Tôi hiểu là Mr. Roy là cố gắng bảo vệ cái thân chủ của mình này. Nhưng mà làm thế để mà buộc tội tôi cái tội giết người. Chết. Thật là không thể chấp nhận. Lại quật. Even the sliver common sense make it clearly a QE. Ludicrous. Ngay cả cái người bình thường cũng có thể nhận ra được cái lời và cáo buộc này thật là vớ vẩn. Lại bắt đầu xì xầm thế. Cô ấy nói đúng. Làm sao mà mày có thể bắt đạt một người tàn tật như thế? Thằng bất nhân tâm à? Thằng ác độc. Tên là Phoenix Wright là tên khốn. Poppy hết. Anh thấy chưa, Phoenix Wright? Nếu anh try to ram up support for the peanut gallery à? Nghe nó có rất là nhiều cái từ rất là buồn cười. Nếu mà anh lại cố gắng là anh kiểu là đối đầu với tôi à? Hay kiểu như là kiểu như là chống đối lại khán giả thì anh sẽ phải nhận được cái kết như này. Tôi đã nghĩ là cái này nó quá đủ cho cái kênh trò chơi rồi. Tôi có được cái phiếu thẩm tra của bác sĩ à? Đã xác nhận là agro trên thực tế là không có thể nào đứng sử dụng cái sức mạnh của mình được. Có thể là maybe the defense is planning on making claim to counter as well. Có thể là bên biện hộ có để lên kế hoạch để giải thích về vấn đề này. Make a claim to counter it. I can hear the defense now. Tôi có thể nghe là cái gì? I can hear the defense now. Tôi có thể đoán là bên biện hộ sẽ nói là Agro sẽ có người đồng phạm. Anh có nghĩ về cái này thì anh nghĩ cái vấn đề thì sao? Liệu Agro có người đồng phạm không? Mình sẽ hỏi là mình cái câu trả lời đúng là sẽ là anh ấy không có đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tên cái người bí ẩn, đồng phạm bí ẩn. Không phải lần này đâu, Von Karma, bởi vì là nó nói về cái lần trước ấy. Là cái vụ nhà Frey thì là nó có đồng phạm à. Không phải lần này đâu, Von Karma. Cái gì? Lần này là cô sẽ không not going to sucker me. Lần này là cô sẽ không ăn được tôi đâu à. Anh đang nói cái gì vậy, Mr. Roy? Là anh đang làm nhảm cái gì vậy? Cái này sẽ không có người đồng phạm. Acro đã lên kế hoạch và thực hiện cái vụ giết người này bằng chính bản thân mình. Order. Cái này là như thế nào? Way to keep them they told. Anh
thực sự rất là giỏi để làm họ bất ngờ. Anh sẽ chứng minh cái điều này. Và hãy xem là mọi thứ sẽ rất là khớp với nhau này. Anh sẽ phải chỉ ra là làm cách nào mà Akro có thể giết ông Russellberry. Anh liệu anh có thể làm việc này không Nick? Anh liệu anh có thể thực sự làm như thế? I know what I can do. Anh biết là anh sẽ làm cái gì. Anh không thể nào ngừng bây giờ. Nếu mà anh ngừng chúng ta sẽ toi. Ok, hãy làm điều này. Phoenix Wright này. Nếu mà nhân chứng là kẻ giết người thì tất cả những cái gì mà nhân chứng nói thì đều là giả dối đúng không? Là Mr. Wright. Tôi muốn anh nói rõ một cái điều cho tôi. Khi nào vụ án đã xảy ra này, chính xác là Đinh Đinh đã ở đâu à? Mình sẽ nói là nó ở cái phòng của nó, Agro. Cậu ấy chắc rõ ràng là vẫn ở đây cả khoảng thời gian này. Đó là phòng của Agro. Quá dễ dàng đúng không? Agro đã không cần phải rời khỏi cái phòng trọ, nhà trọ. Ở trong cái vụ án này sẽ chỉ có một cái câu trả lời đúng ấy. Là Agro đã không cần phải rời phòng của cậu ấy để giết ông chủ tạp xiếc. Cái gì? Anh có bị điên không? Anh nói cái gì vậy mà? What you say? Anh có gì cần nói không, Mr. Đinh Linh à? Thằng này nó vẫn gọi chim ra. Đây là một cái giả thiết rất là hay ho. Ok, mày cứ xem hay ho đi. Chỉ thế thôi sao? Consider that the purple is impossible, yes. Tuy rằng nghe về cái giả thiết của anh có vẻ như là không thể. To con phết này. Anh như kiểu dân da đỏ là bọn tàu ấy. Nhưng mà mình không biết là thằng này là tàu, nhưng mà chắc mình nghĩ Đinh Linh là tàu ấy. Không thể nào da đỏ. Thưa thẩm phán, nhân chứng đã nói rõ do assertion is impossible. Cái khả năng, cái mà điều anh nói là việc không thể. Bởi vì anh ấy đang ngồi cái xe đẩy này. Là không có cách nào khác anh có thể đi đến hiện trường vụ án và trở thành kẻ giết người được. Ông cũng nói ngày cũng có lý ấy. Có vẻ như là anh đã quên một lần nữa rồi, Phoenix Wright. Con này, cái trận này còn yếu hơn cái trận trước nhỉ? Con này, trận này là nó chỉ đứng để nó ăn hành của mình. Bị cáo đã rõ gì? Were clearly spot. Đó. Bị cáo đã rõ ràng là đã bị thấy ở hiện trường vụ án. Đây là sự thật à? Đúng như vậy. Mâu nói rằng là anh ta đã nhìn rõ mắt, phải không? Là nó sẽ bay lên. Nhưng mà Maya, cái này nó thực sự là nó không thể cho một con người có thể bay được. Anh có phiền nếu mà tôi hỏi anh câu hỏi không, Mr. Ryan? Đấy là cái gì? Tôi đã hiểu được cái logic của anh. Tuy nhiên là anh hãy kể cho tôi là làm cách nào mà anh nghĩ là tôi có thể giết được ông ấy. Tôi còn không thể rời được cái phòng của tôi. Tôi rõ ràng là tôi không thể mà mặc được cái trang phục của cái anh của Mark. Làm cậu ấy làm thế nào nhỉ? Legal buffet. Đây là cái món đằng sau của cái chuỗi buffet ở trên tòa này. Hãy cẩn thận Nick, nếu mà anh nói nhầm ấy thì anh sẽ toi. Mua nói đúng á, mình sẽ không thể nhầm ở đây. Mình phải suy nghĩ này thật là kỹ, thật là nghiêm túc. Mình chắc là Agro đã giết Ringmaster này. Và anh ấy đã làm thế khi mà cậu ấy vẫn còn trong phòng này. Mình chắc chắn với điều này. Hãy để chúng tôi biết được là làm thế nào mà Mr. Đinh Linh có thể giết người được. Tôi không thể
đưa ra chứng cứ ấy. À, tôi thể đưa chứng cứ nhé. Ok, mình sẽ đưa chứng cứ. Tôi sẽ đưa ra một cái chứng cứ này. So what did you... Ok, cái này nói lại. Cái chứng cứ đây là sẽ là cái con tượng. Đâu nhỉ? Quan photo, circuit map. Đây sao nhỉ? Quan pre-photo này. Maximus Bird này. Là cái tượng của cái thằng... thằng Max. It indeed. The problem is the... cái vấn đề là cái item nó được ở trong cái bức ảnh này là cái tượng. Đây là một cái tượng khá lớn và nó it like size và nó tương tự như cái người thật à. Và nó rất là nặng. Nặng. Nó đủ nặng để có thể giết chết một ai đó. Đặc biệt là nếu mà nó được ném từ cái độ cao như ở tầng 3 của cái từ cửa sổ. What? À, chim nó bay đi. Thấy chưa? Cái này là cách mà Acro đã giết được cái ông chủ rạp. Sử dụng cái sức mạnh của và cái gì nhỉ? Của graffiti. Cái lực hút của sử dụng sức mạnh của lực hút. Và cái hình dáng của cái con tượng là Maximilian Galactica này. Khán giả bắt đầu hiểu được vấn đề đấy. Hãy trật tự ra nào. Thế là cậu đã nói là cái tượng này nó đã rơi vào người của ông chủ giờ giáp. Cái này là nó là một cái vụ án tương đối là đơn giản. Nếu mà anh bị kẹt ở cái xe đẩy thì là nó rất là khó để mà có thể it would be incredible easy to commit. nó rất là dễ để thực hiện. Tại sao một người ngồi xe lăn lại làm một cái gì đó nặng như vậy? Cái này thật là không thể. Objection. Vì Acro thì đã làm nghề là biểu diễn, nhào lộn. Anh ấy hoàn toàn có cái sức mạnh ở trên cái phần thân trên của người để có thể mang vác một cái nặng vật nặng như cái tượng này. Mr. Đinh Linh, làm sao là anh có phản hồi gì về cái lời buộc tội này? Chim nó lại bay đi. Aco là bị không biết nói gì. Là cậu ấy chắc chắn là cậu biết là mình đang đến gần với sự thật. Quéo. Ok đi, nó quật mình. Mình đang định nói. I say what I say à? Tôi hãy để ý những cái gì mà cậu nói. Anh nói. Nếu mà tôi là anh, Phoenix Wright. Cái gì? Cứ giờ phám cái physical hair of the weakness in mat. Material in this case à? Cái sức khỏe và vật lý của nhân chứng thì là cái yếu tố quan trọng trong cái vụ án này à? Tôi yêu cầu là chúng tôi yêu cầu purple testimony from the witness. Tôi yêu cầu là chúng ta nghe được cái lời khai từ cái từ nhân chứng. Cái lời khai là cô nói là lời khai ta Volkama. Cô ấy sẽ đang sử dụng cái cách sử dụng cái lời khai để cái gì? Để câu thêm giờ à? Objection. Cái này thực sự không cần thiết phải nghe một cái lời khai nào cả. Objection. Bên biện hộ đã có cái phiên bản của vụ giết người, bên công tố yêu cầu có quyền để mà đáp trả. Cái việc cái gì? Phản đối của bên biện hộ thì sẽ không được phép à? Sẽ bị sẽ bị không được chấp nhận. Why can't see things? Tại sao ông thẩm phán lại không nhìn theo cái hướng mà mình đang bày cho ông ấy? Mr. Đinh Linh à, tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi yêu cầu cậu
khai về cái tình trạng của cậu. If you have any doubt about your ability to testify. Nếu mà cậu từ chối khai về cái khả năng của mình ấy, thì chúng tôi sẽ yêu cầu một cái chuyên gia để kiểm tra về cái vấn đề này. Nhân chứng we have no problem. Nhân chứng chắc chắn là sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, hãy xin tất cả hãy tôn trọng anh ấy. Cảm ơn. A woman that sings so low to win. Cái cô gái này thực sự là muốn chơi đến cùng với mình à? Chơi thực sự đến cùng để thắng được vụ án này à?